Lại đây ông ơi. Lại đây, lại đây. Có gì đây? Lấy thuốc đi. Anh à, khả năng hạn này luôn. Nguyên con lào đi. Mẹ thôi. Đây, đây, đây. À, đúng rồi. Thằng này lông lắm. Thằng này đào, đào hắt lên luôn này. Hả? Ê. Cứ từ từ chẳng phải không ra mà. Rồi, từ từ. Tập thôi. Rồi còn nó nhanh mày. Sâu trong á. Ê, thấy không? Bình luôn cái gốc đây ra. Ê, hàng cháu này có mỗi con không? Chưa. Ok. Dưới gốc cây không ạ? Dưới gốc cây ạ. Ê, cái con gì ấy? Ai ồ. Một cả đuôi à? Gì nhỉ? Thì rắn con ạ. Ê. Ai nhà? Mày rồi. Ê. Thua. Thua sợ cái thua gì mềm mềm mà? Thua rồi, thua rồi. Hình như tôi sợ vào con rắn này là nào. Thế mềm mềm mà. Ai đây? Đây rồi. Đồng đồng nữa. Đây rồi. Đồng đồng quá. Đấy. Đi, đi. Ấu. Ôi trời ơi. Tê, con này tê, tê không ạ? Thở ra luôn rồi. Con này đại ca ơi. Thở ra luôn rồi. Đồng ai đại ca, đại ca. Được không nhỉ? Con đại ca luôn không ạ? Từ. Để cho nó xả, cho nó rộng một tí nào. Con này tôi có đại ca rồi. Đấy, đấy. Đây. Ai hô? Đấy, đấy thấy không? Ai hô? Khúc nó rộng thế. Trời, ai chà. Trời lắm vậy. Lô, con này cũng lô rồi. Đấy. Ai hô? Thấy không? Huy. Ồ, ổ rồi không ạ? Ai xì, mẹ chinh tử. Khả năng là ổ của nó đây mẹ con đấy. Nó chạy về đây mà. Chắc là chặt nó không vào được kín người nữa không ạ? Ai da. Ai trời dưới kia gọi à? Ai tuổi thế? Con dưới mới con tuổi nào qua? Con dưới tuổi. Rồi cứ làm được, cứ bắt được con này cứ bắt à? Ai kìa, kìa, ai à? Kìa. Ai rồi? Con dưới tuổi đấy. Ui trời ơi, mẹ thế. Ai đâu? Kiếm mà hôm nay kiếm. Ai da. Ai đâu? Ai trời ơi.
Mẹ con này thằng mới lột xong bóng loáng vậy. Bảo. Ui giời. Thế. Ai già. Ai giời. Ừ. Này thôi. Được con ngọc ngã tất này này. Nó trời nó. Trời nó ấm như thế đấy. Giống này này. Trời nóng rồi mẹ nó. Nó hay sông. Hả? Trời thế của. Ôi giời vẫn còn kìa. À đâu. Vẫn còn đây. Ai hồ. Đây. Ôi. Hôm nay gặp ổ không ạ? Con này đèn thế? Con này đèn lắm vậy? Hả? Đèn bóng dáng. À, này tê ơi. Này con tê ơi. Ôi tê. Ai ôi. Ui giời. Kiếm ơi. Ui giời. Mẹ tê thế. Ủa đèn nhánh con này không? Vừa lột nào đèn xì luôn. Ủa luôn. Ông đưa ra mà. Ủa vừa lột. Ai ôi. Ủa khác có gì con kia đâu mà. Ai ôi. Sao ôi. Ui giời. Ai ôi. Ui giời. Tê thế con. Mẹ. Chả bằng con thế? Con mẹ không ạ? Con này khá tươi hơn. Tươi hơn không? Nhưng con này đèn không ạ? Con này đèn bóng luôn rồi. Con mẹ tươi hơn không ạ? Đúng đèn bóng luôn. Nóng hoàng. Ai hồ. Á xà mẹ 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 tải rồi. Dạ rồi mẹ ạ. Tuấn ơi. Vẫn còn đêm nữa. Vẫn còn đêm nữa này. Ai? Vẫn còn đem lượng. Ba con này à? Con này đỡ đỡ nè. Ai? Con này đỡ quậy. Con này đỡ hàng tử heo ạ. Úi giời. Trông như hình như nó có. Con nó đang lột xác là nó có cái xác nó còn hở ra kia. Ai? Ai già? À, tử đấy. Úi giời. Tử không ạ? Bá đâu? Con này đỡ. Ai? Tưởng bá tử đấy này. Ai già? Ba con bằng gần bằng nhau không ạ? Tôi con này đỡ quậy. Ai hồ? Con này đỡ chết luôn. Ảo tướng bá. Ai ai già giống múp con này. Ai con này không to nhất luôn giống múp con em múp ạ. Ui con này đỡ đấy, này đỡ đẹp đây. Ai con này lúc thế nào thằng nó cắn nhỏ là nó có vết đây này. Giống múp con này. Có vết đây này. Ấy thấy không con này chắc luôn. Ai cắn nhỏ nó đau là nào nó im thế này thế. Lặng mười mấy cân luôn không ạ? Này ạ, ố này ạ. Ui. Trời, nó có một tí cái xác lột. Khá là nhóc quá. Con nào vừa lột xác trong rồi. Quay quen ghê không? Chọc ngạc không? Đâu, tôi thoáng đào đốt ra. Chọc ngạc coi hết cả. Tê đấy, tê cẩn thận. Ái da. Tùng chưa? Bè bên này, dí bên này đâu không? Úi, ai xa. Thôi. Thoát. Chưa. Đấy. Dưới đấy. Ui, một cuốn cổ tốt vào đây không ạ? Khá là hết. Hết rồi không ạ? Một cuốn cổ mà đây. Hết rồi. Á dồ. Nổ lắm rồi, hôm nay được túi này đây. Úi dồ. Hôm nay đúng không? Hôm nay trời đang ra làm túi lại luôn. Thế ủa, chờ túi xuống kiểm tra lại chỗ kia làm một túi rồi.